Nano shading, nano shading là cái gì vậy? Em cô ơi, em không biết nano shading là cái gì. kính thưa quý vị và các bạn hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho các bạn nano shading ha. Việc đầu tiên là các bạn xét cho em cái dáng, sau đó là các bạn đi sợi cho em ngày xưa khi mà hair chót chưa có phát triển thì điêu khắc rất là phát triển và rất là hot thì người ta điêu khắc xong thì người ta phun hạt vào thì người ta gọi đó là nano shading nhưng mà hôm nay các bạn vẫn có thể áp dụng được cho cái môn hair trót vì hair trót đang hot và điêu khắc thì người ta cũng đang chậm lại vì nhiều không ai áp dụng được hair trót nhiều vì nó khó học nhưng riêng hair trót thì nó dễ và khi mà các bạn xét được cái sợi hair trót xong rồi á thì các bạn có thể nano vào phun cái hạt nano vào các cái khoảng trống của sợi đặc biệt là vào len vào những cái sợi chính thì các bạn len những cái hạt từ sợi chính đi ra để tạo một cái khối tối nó thì cái phong lông mày này nó rất là đẹp người ta gọi đó là nano shading chúc các bạn luyện tập tốt.